Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam, tỷ lệ 1/2.3, kích thước 84 x 110 cm. Bản đồ này được thể hiện trên nền bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1/2.2. Nội dung của bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam thì thể hiện các cái bể dầu khí như là bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn, bể Sông Hồng, bể Malaysia, Thổ Chu. Chúng ta xem cái nội dung chuyên môn. Như trên cái bản đồ này thể hiện cái gì? Là mỏ dầu, mỏ ga, giếng khoan, giàn khoan, nhà máy điện, nhà máy đạm, nhà máy lọc dầu, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, là đường ống dẫn nhà máy thủy điện, đường ống dẫn nhà máy nhiệt điện. Bản đồ dầu khí Việt Nam được thể hiện trên bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1/2.2 là đầy đủ trọn vẹn cái nội dung của bản đồ hành chính Việt Nam. Ngoài cái yếu tố về nền cơ sở địa lý trên bộ, trên phần đất liền, chúng ta thể hiện các cái bể dầu như là bể Malaysia Thổ Chu, bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn, bể Tư Chính Vũng Mây. Bể Trường Sa, bể Hoàng Sa, bể Sông Hồng. Và chúng ta có các cái lô dầu khí được đánh số thứ tự và ký hiệu của dầu khí. Mỗi một cái bể dầu khí chúng ta có một cái ranh giới khu vực của bể theo cái đường tím nét đất. Cái bản đồ này được thành lập năm 2014. Quý vị có nhu cầu sử dụng bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam tỷ lệ 1/2.300.000, kích thước 84 x 110 cm, quý vị liên hệ theo số hotline 0977 132343 hoặc email bản đồ netvn@gmail.com. Sản phẩm bản đồ thực thể hiện ở 3 dạng. Thứ nhất là tờ rời được cân bóng hai mặt. Tờ rời có nẹp hai đầu như mẫu bản đồ địa hình Việt Nam, hoặc bản đồ ở dạng đóng khung treo tường. Sản phẩm bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam được in trên máy plotter và được cán bóng hai mặt để tránh bản đồ bị thấm nước, chấm ẩm, chống nhăn. Khi bản đồ được cán bóng hai mặt thì bản đồ có bề mặt nhẵn bóng như mặt kính và tránh bạc màu. Quý vị thấy hay, thấy clip này hữu ích, quý vị hãy đăng ký kênh và share để nhận được các cái clip giới thiệu về bản đồ tiếp theo và các cái clip hướng dẫn biên tập, thiết kế và chế in bản đồ trên các cái phần mềm chuyên dụng của bản đồ như MapInfo, MicroStation, Freehand, Illustrator, CorelDRAW. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.